Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển hình ảnh sang file PDF trên điện thoại iPhone Giả sử như ở đây Tôi có các hình ảnh như sau Bây giờ tôi muốn là chuyển các hình ảnh này sang file PDF Thì tôi sẽ làm như sau Đầu tiên á tôi sẽ mở trên việc Chrome lên Hoặc là các bạn có thể là mở trên việc bất kỳ lên nha Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ truy cập vào trang là google.com Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ vào ô tìm kiếm và nhập từ khóa là chuyển ảnh sang PDF. Sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm tìm kiếm. Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện các web giúp chúng ta chuyển từ file ảnh sang file PDF. Ví dụ như là alopdf.com, smallpdf.com, tool.pdf24.org. Đó, các bạn có thể là sử dụng web nào cũng được nha. Tuy nhiên ở đây tôi sẽ sử dụng trang là tool.pdf24.org để tôi chuyển hình ảnh sang file PDF. Rồi sau khi tôi vào trang là tool pdf 24 rồi á. Tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn vào tệp để tôi tiến hành là tải hình ảnh lên web. Rồi giờ sử như đây tôi sẽ chọn vào các hình ảnh mà tôi muốn chuyển. Đó các bạn chúng ta sẽ nhấn giữ vào nha. Đó, bây giờ tôi muốn là chuyển bài hình ảnh này sang file PDF thì tôi sẽ chọn vào bản ảnh. Sau khi chọn xong rồi á, tôi sẽ bấm vào xong. Thì lúc này á, bản ảnh nó sẽ được tải lên trang tool.pdf24.org. Sau đó các bạn chúng ta sẽ kéo xuống. Khi nào nó tải xong rồi á thì ở đây nó sẽ xuất hiện cái dòng là tạo PDF. Đó như vậy là bản ảnh của tôi nó đã được tải lên trang toolbdf 24 arg Rồi đây các bạn có thể là chọn khổ giấy nha Tuy nhiên ở đây tôi sẽ chọn khổ giấy A4 Sau đó tôi sẽ chọn vào tạo PDF Thì lúc này á, nó sẽ chuyển đổi từ bản ảnh sang file PDF Các bạn chúng ta đợi khoảng vài giây Đó như vậy là nó đã chuyển đổi thành công Rồi ở đây các bạn có thể là up lên Google Drive này, Dropbox hoặc là email Tuy nhiên ở đây tôi muốn là tải file PDF về điện thoại của tôi thì tôi sẽ chọn vào download thì lúc này á nó sẽ tải file PDF về rồi sau khi tải xong á nó sẽ tự động mở lên luôn đây chính là file PDF chứa bởi hình ảnh mà tôi vừa chuyển từ file ảnh qua đó rồi bây giờ tôi sẽ vào download để tôi kiểm tra đây là file PDF mà tôi vừa chuyển từ phản qua. Đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chuyển file ảnh sang file PDF trên điện thoại iPhone. Nếu thấy video hay, ích, thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.